Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh của Kiên Trung Audio. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng em lại về được một số các cái bộ loa bốt AM5 Series 3. Hiện tại thì có một số các bác khách cũng đến để tham khảo một số cái dòng âm thanh của bên shop Kiên Trung. Thì cũng tiện đây là đúng cái lúc Kiên Trung dỡ hàng thì cũng quay luôn để cho các bác tham khảo xem những cái lượt hàng của shop Kiên Trung về lần này nó đẹp như thế nào. Trước mặt các bác đây là gần chục bộ bốt AM5 Series 3. Còn rất là đẹp luôn. Đó. Đây là loa tay. Dòng này thì nó đã có tiếng rồi. Trong những cái dòng bốt thì những cái dòng bốt Series 3 thì thường được rất là nhiều anh em chơi audio là đánh giá cao, bởi lẽ là cái chất âm của nó rất là hay. Em khui ra đi, em khui từng bộ ra đi, kiểm tra từng bộ đi. Đấy, rất là đẹp luôn, vuông thành sắc cạnh luôn. Bên kia về đóng rất là kỹ luôn đây này. Các bác nhìn này, đóng cả một cái thùng xốp luôn như này, gói rất là kỹ càng. Cụ bảo cháu mua ở trên trên kệ đấu giá đấy cụ ạ, thì có bãi rác của nó đẹp thế này. Đây giới thiệu với các bác, đây là một có bác khách cũng khá lớn tuổi, bác thường xuyên lên shop Kiên Trung để lựa chọn những sản phẩm âm thanh, và những cái bộ bốt như thế này thì bác cũng đã lấy nhiều bộ rồi về, bác cái vừa hát vừa nghe nhạc. Đây các bác xem tất cả cái sản phẩm dựa phần rất đẹp rồi. Hiện tại cái bộ AM5 này shop Kiên Trung đang bán một bộ thì gồm một cái súp, và em bóc cái tay luôn cho anh. Một bộ gồm một súp này và hai loa tay thì mỗi tay là hai loa các bác nhá. Em quay ra đằng sau đây cho các bác xem cái chỉ số của những cái dòng này. Bốt AM5 Series 3 nhé. Đây xem cái chỉ số của nó đây. Đó. Con này thì công suất, con này sản xuất tại Mexico các bác nhá, sản xuất tại Mexico luôn. Trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Chưa nhìn được công suất đâu. Và chữ nó nhỏ quá. Công suất bao nhiêu cụ ơi? Công suất 200W à? Công suất 200W các bác nhé. Đây loa tay của nó đây. Rất là đẹp nhé. Đẹp tinh luôn đây này. Một bộ như này shop Kiên Trung đang bán với giá 5 triệu đồng chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Em vẫn đang tiếp tục khui. Có gần chục bộ cơ. Bác nào nhanh tay thì hãy điện thoại cho Kiên Trung theo số điện thoại 0968 366 369, hoặc có thể qua shop Kiên Trung tại ngõ 52 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để xem và test các cái sản phẩm âm thanh mà liên tục được cập nhật tại shop Kiên Trung. Tại ngày hôm nay thì em cũng đang đóng một số các cái kiện hàng để gửi cho các bác. Rất đẹp luôn. Series 3 thì có Series 3 thì nó có kiểu loa tay này thôi cụ ạ. Vâng. Không, kiểu thì nó là series khác. Còn series 3 này thì nó phải như thế này. Còn rất là nặng nhá. Đó.
Ngoài ra shop Kiên Trung thì còn rất nhiều các cái sản phẩm khác nữa. Các bác cứ đến hoặc là inbox cho Kiên Trung để lựa chọn các cái sản phẩm mà mình yêu thích. Với những cái bộ bốt AM5 Series 3 thế này thì các bác có ghép thì hay nhất ý. Theo cảm nhận của Kiên Trung thì cứ đờn ông 390, 3 la mã, 4 la mã hoặc là những cái con Mazang 54D, 54 trơn, những cái con Pioneer 7009 là rất là hay luôn, tiếng nó vào những bộ này là rất là hay luôn. Đây, trước mắt đây các bác nhìn xem chưa lau chùi thì nó đẹp thế này rồi. Ngoài ra shop em thì còn rất nhiều các cái sản phẩm khác nữa, từ bình dân cho đến trung và cao cấp. Như hẳn những đôi loa rất vừa tầm tiền này, bát 20, 23 rồi 25, 27 đều có cả, giá chỉ tầm hơn 2 triệu. Các loại bốt các bác nhá. Bốt 301 series 2, series 3, series 4, series 5 thì shop Kiên Trung đều có cả. Mọi chi tiết mua bán thì các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung theo số điện thoại đang hiện trên màn hình, hoặc đến số nhà 24 ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tô, thành phố Hà Nội để xem và test sản phẩm. Video báo giá của ngày hôm nay thì em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.